Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 13 tháng 4 năm 2019. Hoàng Long kính chào quý vị. Việt Nam giảm nhẹ phán quyết xử thua kiện doanh nhân gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình. Con trai của cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bị đảng phế truất. Mỹ chỉ trích lệnh cấm thuốc diệt cỏ mà Việt Nam cho là gây ung thư. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Bộ Tư pháp Việt Nam hôm 12 tháng 4 giảm nhẹ phán quyết của một tòa án trọng tài quốc tế yêu cầu Việt Nam bồi thường cho doanh nhân người Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình tổng cộng hơn 45 triệu đô la về những thiệt hại và án phí trong một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm. Việt Nam đưa ra phản ứng này một ngày sau khi VOA loan tin độc quyền về phán quyết của tòa án trọng tài thường trực ở La Hay ban hành vào ngày 10 tháng 4, một cú giáng pháp lý đối với Việt Nam trong một vụ tranh chấp đầu tư quốc tế lớn những năm gần đây. Trong thông cáo văn bản hôm thứ Sáu, phát ngôn viên chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển dường như xác nhận Việt Nam đã nhận được phán quyết, nhưng nói rằng theo quy định của tố tụng trọng tài, các bên có trách nhiệm giữ bí mật phán quyết. Một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội đưa tin phản ánh không chính xác nội dung của phán quyết, cùng với những diễn giải suy đoán chủ quan gây hiểu nhầm trong dư luận. Ông nói tiếp, Bộ Tư pháp không nói rõ nội dung được phản ánh không chính xác ở điểm nào. Phán quyết của tòa án mà VOA có được ghi rõ bên bị đơn, tức chính phủ Việt Nam, đã vi phạm điều 3 khoản 1 về đối xử công bằng và thỏa đáng, điều 6 về trưng thu trong Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho ông Bình hơn 27,5 triệu đô la cho phần tài sản đã chiếm của ông, 10 triệu đô la cho thiệt hại tinh thần, hơn 780.000 đô la cho án phí ở tòa án và 7,1 triệu đô la cho chi phí pháp lý luật sư. Bộ Tư pháp nói họ đang nghiên cứu kỹ nội dung phán quyết để thực hiện các bước tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của chính phủ Việt Nam. Hôm 12 tháng 4, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, bị Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cách tất cả chức vụ trong đảng về cáo buộc vi phạm luật hôn nhân và gia đình và quy định những điều đảng viên không được phép làm. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó ban thường trực ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bị xem xét kỷ luật vì được cho là vi phạm điều 5 luật hôn nhân gia đình và vi phạm quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được phép làm. Không rõ những vi phạm cụ thể của ông là gì. Báo chí trong nước cho hay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị kỷ luật đối với ông Cảnh 36 tuổi và hiện chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo ban bí thư xem xét các quyết định cuối cùng. Cha của ông Cảnh là ông Nguyễn Bá Thanh, từng là bí thư Thành ủy, ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Thanh là người từng được xem là nổi tiếng nhất và quyền uy nhất của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn sau đổi mới 1986, được biết đến do nhiều người mến mộ và coi là có công đầu giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố. Nhưng ông cũng gặp tai tiếng do bị cáo giác tham nhũng trong việc thu hồi đất đai, đặc biệt là vụ cưỡng chế ở Cồn Dầu. Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích lệnh cấm của Việt Nam đối với thuốc diệt cỏ có chứa glyphosate và cho rằng quyết định này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue đưa ra lời chỉ trích trên hôm 11 tháng 4, một ngày sau khi Việt Nam công bố chính thức loại bỏ thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6. Bộ trưởng Perdue nói chính phủ Mỹ đã chia sẻ với Việt Nam những nghiên cứu, trong đó kết luận rằng glyphosate sẽ không gây ra những rủi ro về ung thư đối với con người. Như tôi vẫn nói, nếu chúng ta phải cung cấp thực phẩm cho 10 tỷ người tới năm 2050, thì các nhà nông trên toàn thế giới phải cần đến tất cả những công cụ và công nghệ có sẵn để sử dụng, Bộ trưởng Perdue được Reuters trích lời nói. Ngoài ảnh hưởng ngay tức khắc khi làm chậm lại sự phát triển sản xuất nông nghiệp Việt Nam, còn có một mối nguy thực sự rằng các nông dân Việt Nam sẽ chuyển sang dùng những sản phẩm không được kiểm soát và bất hợp pháp thay cho glyphosate, ông nói. Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Hoàng Trung nói trong một thông cáo đăng tải trên trang web của Cục hôm 10 tháng 4 rằng quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành, hài hòa với quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Glyphosate, một chất hóa học có trong thuốc diệt cỏ bán chạy nhất của tập đoàn Monsanto có tên là Roundup, là một mục tiêu nhắm tới của các vụ kiện ở Mỹ, trong đó cho rằng đây là một chất gây ung thư, theo Reuters.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Theo các công ty vận tải thì nhiên liệu xăng dầu chiếm khoảng 40% chi phí giá thành vận chuyển. Giá xăng dầu hiện tăng mạnh, chắc chắn tác động tới giá cước vận chuyển, chi phí đầu vào tăng sẽ tăng giá thành vận chuyển. Theo chuyên gia phân tích tài chính Nguyễn Thiện Nhân, thì trước đợt tăng giá vào đầu tháng 4 chừng 1 tháng, các công ty xăng dầu bắt đầu găm hàng. Ngày 2 tháng 3, có một cái đợt tăng giá xăng lên khoảng gần 1.000 đồng một lít. Nhưng mà trong tháng 3 thì giá xăng thế giới tăng lên nữa. Cho nên đó là các công ty xăng dầu là bị giảm lợi nhuận. Vì vậy là họ găm hàng lại và đợi cái mức giá mới để mà bán ra. Trước khi giá xăng tăng gần 1.500 đồng một lít, thì hôm 20 tháng 3, giá điện tăng thêm 8,36%. Việc điều chỉnh tăng giá những mặt hàng thiết yếu dẫn đến lo ngại sẽ có một cú tăng kép trong thời gian tới. Với doanh nghiệp thì họ vẫn có thể thực hiện nhiều giải pháp để giảm lỗ, sinh lãi. Song với người tiêu dùng, nhất là người lao động nghèo, thì không dễ chút nào trong chuyện phải tính toán mua từng bó rau con cá sao cho cuộc sống hàng ngày không bị đảo trộn quá lớn, ông Nam chia sẻ. Xăng nó không có lên thì ví dụ một ngày đó, ví dụ mình chạy 30 lít đi thì ví dụ nó lên nó lên 1.000, mình bị thiệt hại của mình mất 30.000, mà nó lên 500 mình thì mình bị mất đi 15.000, nó nói vậy thôi. Việc hụt sở hụi trong mưu sinh của những người lao động như ông Nam dĩ nhiên sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác. Ông Nam nói tiếp, giá cước thì không có lên, dạ, thì tất nhiên tài xế bị thiệt rồi đó, rõ ràng rồi đó. Cái thiệt của tài xế thì cũng nhà nước cũng đâu có can thiệp cho lái xe như thế nào đâu. Chỉ nhà nước chỉ biết lên là lên thôi, chứ còn đâu có nghĩ về cái người ta đi xe cộ, người ta đủ cái thứ khó khăn đó, đâu có ai biết được. Bây giờ dù tài xế có kêu gọi lên thì cũng không có được cái gì đâu. Chấp nhận vậy thôi. Giá cả tăng theo xăng dầu sẽ khiến buôn bán ở chợ thêm khó khăn vì hàng hóa cũng buộc phải tăng theo. Bữa cơm gia đình những người nghèo lại thêm khốn khó. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Hội nghị Nhân dân tối cao của Triều Tiên đã tái cử ông Kim Jong-un làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ hôm 11 tháng 4. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 12 tháng 4 rằng ông Kim tái đắc cử vì trí tuệ ưu việt của ông về tư tưởng và lý tưởng và vì sự lãnh đạo dày dạn đầy kinh nghiệm. Ông Kim cũng được trao một danh hiệu mới là đại diện tối cao của toàn dân Triều Tiên. Hội nghị có một số bổ nhiệm nhân sự, bao gồm ông Cho Ryong-hae, một trong những phụ tá thân cận của ông Kim, vào vị trí nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của đất nước. Ông sẽ đảm nhận vai trò đại diện Bình Nhưỡng tại các sự kiện chính thức quốc tế. Hai cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump đã hai lần đề xuất rằng các cơ quan chính phủ chuyển và thả những di dân bị bắt giữ đến các thành phố được gọi là nơi trú ẩn để trả đũa việc Đảng Dân Chủ không ủng hộ kế hoạch của ông xây tường ở biên giới phía Nam. Các thành phố trú ẩn là nơi luật pháp địa phương giữ cho các di dân không có giấy tờ khỏi bị trục xuất hay truy tố, bất chấp luật pháp di trú liên bang. Kênh CNN từng thuật rằng một nguồn tin đã xác nhận chính quyền Trump đã gây sức ép với Bộ An ninh Nội địa để họ phải thả các di dân bị bắt giữ ở biên giới phía Nam vào các thành phố trú ẩn. Một bản tin của tờ Washington Post cho biết Nhà Trắng đã nói với cơ quan thực thi di trú và hải quan và Bộ An ninh Nội địa rằng kế hoạch này mục đích là để giảm bớt sự thiếu hụt không gian giam giữ, nhưng cũng là để gửi thông điệp cho phe Dân Chủ. Cả hai cơ quan này đều nói với tờ Washington Post rằng bản kế hoạch này không còn được xem xét đến nữa. Con trai của một cảnh sát trưởng da trắng đã bị bắt giữ với cáo buộc đốt trụi ba nhà thờ lịch sử của người Mỹ gốc Phi tại bang miền Nam Louisiana. Cảnh sát cho biết cha của Holden Matthews, 21 tuổi, chẳng những không biết gì về hành vi của con trai ông mà còn giúp sắp xếp bắt giữ anh ta. Cảnh sát nói rằng
Họ chưa biết động cơ vụ phóng hỏa, nhưng cục điều tra liên bang đang điều tra theo hướng hành vi thù hận. Không có ai trong các nhà thờ ở giáo phận St. Landry vào lúc bị phóng hỏa và cũng không có ai bị thương. Matthews đã bị cảnh sát lần ra thông qua các video giám sát, dữ liệu điện thoại di động và thẻ debit của anh này được dùng để mua một căn xăng. SpaceX đã lần thứ hai phóng thành công hỏa tiễn mạnh nhất thế giới. Hỏa tiễn Falcon Heavy được phóng lên trong hành trình thương mại đầu tiên từ trung tâm không gian Kennedy của NASA ở bang Đông Nam Florida, nước Mỹ vào tối ngày 11 tháng 4. Đầu đạn của hỏa tiễn là vệ tinh thương mại của Ả Rập Xê Út. Để tiết kiệm tiền, SpaceX tái sử dụng chân đẩy bằng cách để chúng hạ cánh xuống bệ sau khi phóng, và chỉ vài phút sau khi tên lửa cất cánh hôm 11 tháng 4, ba chân đẩy của tên lửa đã hạ cánh xuống trái đất thành công. Lần phóng thứ nhất là chuyến bay thử nghiệm vào năm 2018, trong đó nó mang theo một chiếc xe Tesla màu đỏ vào không gian. Hãng SpaceX là của doanh nhân Elon Musk. Ông Musk cũng là giám đốc điều hành của hãng sản xuất xe điện Tesla. Tên lửa Falcon Heavy được thiết kế với mục đích ban đầu là đưa người lên mặt trăng hay sao hỏa. Nhưng kể từ đó, ông Musk đã điều chỉnh nó để nó mang theo thiết bị và hàng hóa tới các điểm đến nằm xa trong vũ trụ. Tên lửa 27 động cơ này được thiết kế để tạo ra lực đẩy hơn 2 triệu cân. Đó là tên lửa mạnh nhất từng được sử dụng kể từ khi các hỏa tiễn Saturn V của NASA lần cuối cùng đưa các phi hành gia lên mặt trăng 45 năm trước. Một quả bom với sức công phá mạnh phát nổ tại một khu chợ vào sáng thứ Sáu 12 tháng 4 ở Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Các quan chức cảnh sát cho biết, một thiết bị nổ được cài trong một cửa hàng đã gây ra vụ nổ ở khu vực có đa số dân là người Hồi giáo Shia của Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, và các thành viên của cộng đồng thiểu số cũng là nạn nhân. Không có ai tuyên bố nhận trách nhiệm ngay tức thì. Khu vực chợ Hazarganji đã chứng kiến các cuộc tấn công như vậy trong quá khứ. Ở những khu chợ châu Á như thế này, giờ đây không còn quá khó khăn để tìm thấy những trái cây có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, bên cạnh các loại trái cây của Thái Lan, Đài Loan hay một số nước thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ. Trái cây Việt Nam mặc dù không có hình thức đẹp, nhưng được đánh giá là có mùi vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những gia đình gốc Việt. Bởi đối với họ, được thưởng thức một chút hương vị quê nhà, thực sự vẫn thích thú hơn là dùng các loại trái cây ôn đới, vốn đẹp mắt và sẵn có, nhưng không có vị ngọt thơm như các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam. Nói đúng ra thì ăn bên đây ăn bôm lê, nho, đồ thì thường quá rồi. Còn trái cây nhiệt đới mình thì có, cái cây không. Mà tôi thích nhất là cát hòa lộc. Mà ở đây làm gì có cát hòa lộc. Với chôm chôm, sầu riêng, ở đây thì sầu riêng thì đông lạnh, còn cái sầu riêng kia thì là sầu riêng Thái không hả, chứ đâu có sầu riêng của Việt Nam mình. Thực tế do chất lượng và cả sản lượng không đảm bảo xuất khẩu đều sang thị trường Mỹ, nên trái cây Việt Nam chủ yếu mới chỉ có một vài loại như chôm chôm, thanh long hay thỉnh thoảng có nhãn là góp mặt ở thị trường này dù có nhu cầu rất lớn. Nhiều năm nay, thị trường trái cây nhiệt đới với giá thành cao ở Mỹ vẫn bị chiếm lĩnh bởi trái cây Thái Lan và các nước Trung Nam Mỹ. Nhưng sự xuất hiện ngày một nhiều hơn của một số loại trái cây Việt Nam với hương vị đặc trưng cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với người nông dân Việt Nam. Chúng tôi vừa kết thúc một buổi đi chợ với rất nhiều trái cây có xuất xứ từ Việt Nam. Với giá thành $5 cho một bao, có nghĩa là một trái ổi như thế này có giá từ 70 đến 80 nghìn đồng Việt Nam. Đây là một mức giá rất hời nếu nông sản Việt Nam tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Mặc dù trái cây Thái Lan vốn khá phổ biến và có hình thức đẹp, chất lượng đồng đều, nhưng theo nhận định chung của khách hàng thì lại không có hương vị thơm ngon đặc biệt như của Việt Nam. Ví dụ như trái nhãn chẳng hạn, nhãn Thái nhiều nước, khi bóc vỏ thường ướt tay mà không có được cùi dày, dai và thơm như nhãn Việt Nam. Đây rõ ràng có thể là một trong những lợi thế nếu nông sản Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn về nuôi trồng và vệ sinh an toàn thực phẩm để thâm nhập vào thị trường Mỹ. Andrew Yang là cựu giám đốc điều hành của một công ty công nghệ, người đã bắt đầu chương trình Venture for America bằng việc đưa những sinh viên tốt nghiệp đại học tới với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ trên khắp Hoa Kỳ.
Hiện tại, ông Giang đã vượt qua vòng 1 cho chương trình tranh cử tổng thống sắp tới với tư cách ứng cử viên của đảng Dân Chủ bằng việc kêu gọi được 1,7 triệu đô la từ hơn 80.000 ủng hộ viên. Thông tin viên VOA đã có buổi trò chuyện với ông về chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách là một gương mặt mới trong nền chính trị Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Ngày hôm nay, chúng ta, những nhà điều hành người Mỹ gốc Á ở khu vực DC có mặt ở đây. Chúng ta muốn nói về sự tham gia chính trị của người Mỹ gốc Á và làm thế nào chúng ta có thể năng động hơn như một cộng đồng. Andrew Yang, một ứng cử viên tổng thống Dân Chủ và là con trai của một gia đình nhập cư Đài Loan, đã vươn lên như một hình mẫu chính trị cho những người trong cộng đồng gốc Á. Anh ấy có tất cả mọi thứ mà chúng tôi muốn đại diện và chúng tôi muốn học hỏi. Anh ấy là một người Mỹ gốc Á, một nhà lãnh đạo kinh doanh thành đạt. Bố mẹ tôi đến từ Đài Loan, họ gặp nhau tại Đại học California, Berkeley. Là một người con của những người nhập cư, tôi rất ý thức về việc chúng tôi mới đặt chân đến đất nước này. Thế là tôi dành thời gian làm quen với văn hóa Mỹ. Khi tôi gặp người Mỹ gốc Á và họ nói với tôi rằng họ phấn khích như thế nào với chiến dịch của mình, thì điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc và tự hào. Khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử của Yang là Humanity First, tập trung vào giải quyết các thách thức kinh tế sắp tới mà tất cả người Mỹ phải đối mặt, từ toàn cầu hóa và tự động hóa. Các chuyên gia về dữ liệu chính trị cho biết, Yang là một ứng cử viên có nền tảng và ý tưởng mà người Mỹ gốc Á có thể dễ dàng nhận biết. Người Mỹ gốc Á có xu hướng xác định nghiêng về dân chủ. Yang và Kamala Harris gần gũi hơn với những cộng đồng chính người Mỹ gốc Á. Vì vậy, những ứng cử viên như Andrew Yang hoặc Kamala Harris sẽ thu hút sự tham gia của cử tri người Mỹ gốc Á. Tôi tranh cử tổng thống để giúp nước Mỹ quản lý quá trình chuyển đổi kinh tế và công nghệ lớn nhất trong lịch sử quốc gia mà chúng ta đang phải đối mặt lúc này. Yang chưa bao giờ ứng cử vào một văn phòng dân cử trước đây, nhưng ông nói rằng việc đến từ thung lũng Silicon và sự hiểu biết về công nghệ khiến ông khác biệt với các chính trị gia khác. Đề xuất chính sách lớn nhất của ông là thu nhập cơ bản toàn cầu, mà ông gọi là cổ tức tự do. Chính sách hàng đầu của tôi là cổ tức tự do, nơi mỗi người Mỹ trưởng thành được nhận 1.000 đô la mỗi tháng miễn phí và bắt đầu từ năm 18 tuổi. Trong khi loại thu nhập đảm bảo này được nhiều người ủng hộ, thì một số nhà kinh tế vẫn nghi ngờ về việc liệu đây có phải là một chính sách kinh tế hay không. Thực tế là thu nhập cơ bản toàn dân đã được thử nghiệm trước đó ở Mỹ và nó đã không thành công như các nhà hoạch định hy vọng. Bản chất của thu nhập cơ bản toàn dân là nó không tập trung các nguồn lực vào những người cần nó nhất và bản thân nó cũng có vấn đề. Andrew Yang sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên xuất hiện trong một cuộc tranh luận quốc gia cho vị trí tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây. Hệ thống công viên quốc gia Mỹ bao gồm công viên, đài tưởng niệm, các khu bảo tồn và các di tích lịch sử. Cơ quan liên bang công viên quốc gia được thành lập vào năm 1916, đang không ngừng thay đổi. Chẳng hạn 26 công viên mà cơ quan này quản lý trước đây đã bị xóa khỏi danh sách quản lý của họ. Một số như công viên đảo Mackinac ở Michigan đã được chuyển giao cho tiểu bang và những trường hợp khác như khu tưởng niệm lâu đài Pinckney ở South Carolina hiện bị cho là quá tốn kém để bảo tồn. Mặc dù Tổng thống Trump đã giảm đáng kể quy mô của một công viên, đài tưởng niệm quốc gia Bears Ears ở Utah, nhưng lại có tới 4 công viên mới được thành lập kể từ khi ông nhậm chức. Sau đây là tường trình chi tiết. Công viên quốc gia Indiana Dunes là công viên quốc gia mới nhất của Mỹ, nhưng là công viên mất nhiều thời gian nhất để có được sự định danh đó. Giám đốc công viên Paul Labovitz cho biết. Riêng việc có cái tên hiện nay đã mất tới 103 năm. Công viên quốc gia Indiana Sand Dunes được đề xuất vào năm 1916 bởi giám đốc đầu tiên của Sở Dịch vụ Công viên Quốc gia Stephen Mather. Kế hoạch thành lập công viên đã bị hủy bỏ trong Thế chiến thứ nhất khi khu đất này cần để xây dựng các nhà máy thép, rồi sau đó phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa của cảng Indiana. Nhưng thiên nhiên và những cồn cát ở đây đã tìm ra cách để sinh tồn. Sau đó, vào năm 2017 và 2018, các nhà lập pháp Indiana lại trình bày luật về công viên trước Quốc hội. Trong thời gian chính phủ đóng cửa kéo dài năm 2019, dự luật về công viên đã được thông qua. Như một phần của gói tài chính lớn được Quốc hội thông qua để chính phủ được cấp ngân quỹ hoạt động mở cửa trở lại. Đưa được dự luật này vào dự luật ngân sách là một thắng lợi lớn đối với chúng tôi. Không ai trong chúng tôi biết chuyện này. Đó là một trong những bất ngờ lớn nhất đối với chúng tôi.
Việc định danh từ khu bảo hộ quốc gia thành công viên quốc gia không đi kèm với bất kỳ thay đổi nào về quy định hoặc tài trợ, nhưng nó mang lại cho khu đất này một vị thế tương tự như các công viên quốc gia lớn khác như Yellowstone và Yosemite. Trong số những người đầu tiên đến thăm kể từ khi nơi này trở thành công viên quốc gia có Bill và Betty Smith từ Connecticut, những người từng thăm viếng 60 công viên quốc gia khác. Những gì tôi muốn thấy chủ yếu là những cồn cát. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là điểm đặc biệt nổi bật của khu công viên quốc gia mới này. Tôi cũng muốn khám phá hệ thống đường mòn. Tôi chỉ muốn hiểu hơn về nơi này. Khu công viên có cảnh quan đa dạng, với khu hồ nước dài tới 483 km, những cồn cát cao như núi dịch chuyển hơn 1 mét mỗi năm và hệ thống đường mòn chằng chịt với những loài thực vật đa dạng và quý hiếm nhất ở Bắc Mỹ. Một công viên quốc gia luôn có điều gì đó đặc biệt, đẹp và độc đáo. Khu công viên này rất quý giá về tài nguyên thiên nhiên, vẻ đẹp tự nhiên và động vật hoang dã. Đây mới chỉ là một phần để khám phá đất nước vĩ đại này mà thôi. Công viên này hiện thu hút hơn 3,6 triệu du khách mỗi năm, và với việc được chuyển đổi thành một công viên quốc gia, con số này dự kiến sẽ còn cao hơn. Một người nhập cư gốc Pakistan đến Mỹ từ khi còn trẻ, giờ đây quay sang cung cấp thức ăn cho người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn tại nhà hàng nổi tiếng của mình tại Washington. Là một người Mỹ theo đạo Hồi, chủ nhà hàng này cho biết anh chỉ đơn giản làm theo ý Chúa, giúp đỡ những người xung quanh với những gì anh có. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Tại một nhà hàng rất bình thường, chỉ cách Nhà Trắng một vài dãy nhà, có một điều tuyệt vời đang diễn ra hàng ngày. Anh Kazi Mana, người nhập cư gốc Pakistan, phát đồ ăn miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu. Anh nói rằng đây là cách anh làm theo những nguyên tắc của đạo Hồi. Tôi biết rằng đấng tối cao cảm thấy hài lòng với tôi, với những thứ tôi làm, bởi tôi làm những việc này với trái tim thuần khiết, vô tư, giúp đỡ người khác mà không mưu cầu báo đáp hay ghi nhận. Tôi chỉ muốn làm Ngài vui lòng. Anh Manan cho biết muốn giúp những người nghèo khó, bởi lớn lên ở Pakistan, anh đã biết thế nào là đói khổ bần hàn. Khi bạn nghèo và bạn không có những thứ mà những người khác có, và khi bạn có được chúng, bạn muốn báo đáp, bạn muốn chia sẻ chúng với những người chung quanh. Tại nhà hàng Sakina Halal Grill, vốn được đặt tên theo người mẹ quá cố của anh Hanan, anh nói tất cả đều được đối xử như một gia đình. Marcelo Lashore đã tới nhà hàng mỗi ngày trong suốt 8 tháng qua. Tôi nghĩ rằng anh ấy đúng là một vị thánh, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời và anh ấy là người có ích. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một phép màu, anh biết đấy, lúc đó bụng tôi đang sôi lên. Thế là anh ấy xuất hiện, đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mời tôi đến nhà hàng ăn trưa. Lúc đó tôi không biết nói gì nữa và cảm thấy hạnh phúc. Từ đó tới nay, ngày nào tôi cũng tới ăn. Hagagai cũng là một thực khách quen của quán. Nó còn hơn cả một bữa trưa, họ cho bạn đủ đồ để ăn cả ngày, thức ăn rất ngon, mọi người rất tử tế, và nếu được làm việc ở đây thì tôi cũng sẵn sàng. Anh Amanan ước tính đã cung cấp hơn 80.000 bữa ăn miễn phí kể từ khi nhà hàng mở cửa vào năm 2013. Tuy nhiên, phục vụ thực khách có trả tiền mới chính là công việc kinh doanh của anh. Nhiều người trong số họ đã bỏ tiền ủng hộ các bữa ăn miễn phí. Đây là lần đầu tiên Geraldine tới nhà hàng này. Để đóng góp vào một điều gì đó to lớn hơn bản thân tôi và con trai mình quyết định đến đây ăn trưa để ủng hộ và góp một phần nhỏ vào cả một chương trình lớn. Giúp đỡ người khác là niềm vui đối với tôi. Tôi không quan tâm đến màu da, tôn giáo của bạn. Chúng ta đều là con người. Tôi đang gắn kết người với người và đây là sứ mệnh của tôi. Anh Manan cho biết anh sẽ tiếp tục giúp đỡ cả về thể chất lẫn tinh thần cho tất cả những ai bước vào nhà hàng của anh. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is fit in from the Emoji Movie. This film tells a story involving emojis,
the images used to express emotions in text messages. An emoji named Gene wants to be normal. For him, that means having just one expression instead of many. Listen for the saying, fit in. I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! So what is the meaning of fit in? Is it to belong to the group or be the right size? Listen again. Were you correct? I'm an emoji. I've got to have some sort of purpose here. I'm going to help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll! Fit in means to belong to a group. It means you are accepted by others because you are like them. Gene did not want to be different from other emojis. He just wanted to be normal. Many people say that they too just want to fit in. And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. I'm looking forward to this episode. And I'm Kaveh. I came up with the topic. No, you didn't. Don't try to get away with saying you were the mastermind behind this awesome topic. Okay, why don't we get on with the lesson, since we don't have much time. Plus, we get along really well, so I don't want to fight. Friends? Friends. Three-part phrasal verbs are idiomatic expressions that have one verb and two particles. A particle is a word that must appear with another word to create meaning. Like, look forward to. Verb plus particle plus particle. Three-part phrasal verbs are useful when you're trying to express yourself in a natural way without being too wordy. But you have to remember a couple of things about three-part phrasal verbs. One, they are inseparable. No part of speech can separate them. Two, changing any part of the three-part phrasal verbs changes its meaning. Catch up to has a different meaning than catch up on. So be careful. And three, be aware that three-part phrasal verbs in American English might have a different meaning from the same phrasal verbs in British English. Here are the meanings of the three-part phrasal verbs we used today. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.